họ được bền vững trong tình thương yêu nhau. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, con Cha Chúa chúng con, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen. Con người chồng lấy từ vợ hiền, số ngày sống như lửa thiên đô, vợ đảm đang đàn vui lòng chồng, năm tháng đời ông trôi qua trong bình an. Vợ hiền là vận may ban cho người biết kính sợ Chúa, cho người chồng hay là người nghĩa, dù giàu hay nghèo, lòng ông vẫn quan ngoái, nét mặt ông luôn hớn hở, duyên dáng của người vợ biết trang điểm, làm chồng vui vẻ, tài và duyên của làng cho ông no đủ, vợ thông minh và ít nói là một tầm của Chúa, không thì sánh bằng người có giáo dục. Vợ thánh thiện và đoan trang là ân huệ tuyệt vời, người biết hạnh thật là vô giá. Mặt trời mọc trên núi của Chúa soi sáng thế gian thế nào, thì vẻ đẹp của vợ hiền cũng tô điểm ngôi nhà của làng như vậy. Đó là lời Chúa. Tôi muốn nói về Đức Kitô và Hội Thánh. Vậy
em hãy yêu thương vợ như chính mình, còn vợ hãy kính trọng chồng. Đó là lời mạnh mẽ để yêu thương và tôn trọng anh cộng này trong người em.
cho chân nhau làm dấu chỉ tình yêu và lòng chung thủy. Chị Maria hiện giao kết hợp nhất với nhau. Xin Chúa